về kiến trúc Việt Nam hiện nay, nhất là kiến trúc ở các đô thị. Nếu xét trên những tiêu chí như thân thiện với môi trường, xây dựng bằng những vật liệu tại chỗ và có thể tái sử dụng, hạn chế tối đa tiêu thụ năng lượng điện và các năng lượng hóa thạch, tạo những khoảng không gian mang lại cho con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên, thì nhìn chung hầu như đều không đạt được. Các đô thị luôn gây ra một sự bức bối bởi mật độ dày đặc của công trình xây dựng, bởi vật liệu chủ yếu là bê tông và kính, bởi cả cái tư duy âm thầm nhưng rất phổ biến là giải quyết mọi vấn đề trong không gian sinh hoạt và làm việc bằng việc sử dụng điều hòa nhiệt độ các loại, tức là sử dụng điện. Nếu muốn tìm kiếm kiến trúc xanh thực sự, tức kiến trúc thể hiện rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái của người chủ đầu tư và người kiến trúc sư, có lẽ phải tìm đến kiến trúc ở các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp nằm rải rác trên cả nước. Không phải mọi nơi đều đã đáp ứng được các tiêu chí kiến trúc xanh, nhưng vẫn có, và kiến trúc của Flamingo Đại Lải Resort ở Vĩnh Phúc là một trong số đó. Đây là khu nghỉ dưỡng được thiết kế trên một vùng bán sơn địa rộng lớn. Ngoài tòa nhà chính còn có các biệt thự liền kề xung quanh, có bảo tàng các tác phẩm điêu khắc ngoài trời và một bảo tàng nghệ thuật đương đại tọa lạc trên một đồi thông. Điều đáng nói ở đây không chỉ là một hình thức kiến trúc đẹp, hài hòa, gây cảm giác gần gũi thiên nhiên, mà còn là cách những người thiết kế công trình đã suy nghĩ rất nghiêm túc về trách nhiệm của kiến trúc với môi trường sinh thái. Là đây nó có tới hơn 180 cái khu vườn nhỏ ở trên từng cái tầng. Vậy thì cây xanh rồi là nó tạo ra các bóng mát che nắng như vậy thì nó cũng cần có năng phần tưới nước cho nó. Thì lượng tiêu thụ nước cho nó cũng không phải nhỏ. Và chúng tôi đã sử dụng một cái phương án là tái sử dụng lại toàn bộ hệ thống nước thải của tòa nhà sang tiêu chuẩn của ra, và sau đó thì tưới lại cho toàn bộ hệ thống cây xanh cho trên toàn bộ công trình. Các hệ thống trên ban công của tòa nhà anh sẽ nhìn thấy rằng là các nó có tầng cây tầng thấp, đó, cái tầng thấp là có thần rủ xuống che bớt các cái phần bê tông do các cái phần tạo thành cái bồn cây, nó làm mát cho cái phần tường đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của người đang sử dụng ở phía trên. Phần phía trên đó thì trồng các phần cây với cái tán lá, nó cái độ tán lá không rậm rạp, nhưng nó cũng tạo thành các cái mảng xanh và nó tạo thành như bức tường như một khu vườn trước khi chúng ta vào đến nhà. Đấy, thì nó tạo vừa làm mát không khí trước khi ánh nắng mặt trời rồi mang nhiệt đến, nó làm mát cho toàn bộ cái mặt diện tường đứng của tòa nhà. Vì nếu khối tích bê tông nếu mà với cái nắng chiếu liên tục ấy, thì sẽ tạo ra cái sự hấp thụ nhiệt và sau đó nó sẽ tỏa nhiệt vào cuối giờ chiều. Và như vậy và truyền nhiệt vào trong nữa, thì cái điều hòa sẽ phải tăng lên, tốn điện năng hơn. Mong muốn đặt một cái bảo tàng nghệ thuật nằm ở giữa trong một khu rừng, mà giữa một khu rừng thông đang có, thì rõ ràng là cái diện tích nó không thể có những cái mặt bằng lớn để chúng ta triển khai những cái công trình lớn ở đó được. Nên là ý tưởng sẽ xuất phát là làm sao phải giữ được cái rừng thông này. Đưa cái ý tưởng là Art in the Forest, tức là nghệ thuật đó nằm ở trong rừng. Vậy thì các cái tác phẩm và các cái công trình nó làm sao nó phải hòa quyện được với cái không gian tự nhiên của nó đang có. Và chính vì vậy mà chúng tôi chọn một cái phương án nó vừa dễ làm mà vừa dễ dàng là xoay chuyển đặt vị trí công trình nằm xen kẽ giữa các cái hàng thông hiện có để nó không ảnh hưởng đến cái phần rừng thông. Đó là chỉ các hệ thống container. Các container này sẽ được chế tạo rồi là ghép với nhau theo thành từng tổ hợp và xoay chuyển một cách rất tự nhiên vì nó đang tránh các cái chính những cây thông, và chính các cái cây thông đấy nó như là trở thành một cái thành phần của cái bảo tàng. Đó là cái điều rất quan trọng. Và như vậy thì các cái phần container trong quá trình xoay chuyển một cách tự nhiên nó gắn với những cái cây thông. Nhiều khi các anh sẽ thấy rằng là có những cây thông nó mọc ngay sát cạnh cái container, nhưng thực chất là gì, nó tạo ra cảm giác như hai thứ như là một với nhau.